Tất cả mọi người, chúng ta mới về những bộ xe ô tô con này 35 ngàn mà có tu vít. Để chúng ta tháo ra từng từng con. Đây, tu vít đây. Bên này, máy bay 30 ngàn. Cánh quay được luôn. Còn cái này là máy bay 4 cánh. Nhìn đọc cái gì đấy nhiên. 4 cánh quay được luôn. Còn mà sao con này lại rẻ hơn? Con này lại chỉ có 28 ngàn. Con này mới đắt 70 ngàn. Nhưng mà nó có âm thanh. Cái đầu của nó là đầu cá mập. Nhìn dữ chưa? Và có thể xoay được luôn. Cái đầu này xoay được luôn. Ghê chưa. Mà cái đầu con cá mập nó ngửa lên luôn này. Đầu cá mập ngược luôn này. Ghê chưa. Đầu nó quay luôn kìa. Đầu nó quay vòng tròn luôn này nhiên. Quá đắt luôn, 70 ngàn.